Chào quý bạn và các vị. Hôm nay mình sẽ làm về một cái vấn đề đang rất là hot hiện nay, đó là vấn đề về event Rubik đó, vấn đề câu like của các bạn à. Hôm nay mình sẽ nói sơ về cái vấn đề đó một tí. Thì intro xin được bắt đầu. Rồi vô vấn đề nè, thì các bạn để ý là hai ngày nay thì Rubikholic có tổ chức cái event review hay nhận quà đúng không? Đó, thì một số bạn có phải gọi là câu like, thì giống như là sao nhỉ? Như là làm một bài review ghi cho có nha, xong rồi cái tag cả trăm đứa vô like dùm, rồi like fanpage Rubikholic nữa. Nói chung là các bạn làm cái việc đó là mình thật không thể chấp nhận được, mình không chấp nhận được. Tại sao? Tại vì á cái mà xin like đó nó giống như là các bạn làm bài kiểm tra mà các bạn lại quay bài á. Mình á, mình thi đấu bằng chính cái thực lực của mình thì mình không có cần ai trợ giúp hết. Các bạn thấy giống như anh Đạt không? Anh Đạt viết một bài review đi sen lên có 100 mấy like, ảnh mình đảm bảo anh không có xin ai hết. Bởi vì sao? Bởi vì cái bài review của ảnh nó có chất lượng, nó hay nên nó được nhiều người quan tâm đến. Cái tóc phải. Cho nên á, nếu như các bạn muốn chơi công bằng á thì các bạn đừng có xin like, đừng có tag cả đống vô. Thực ra ngày trước cái event Rubik Linh Alam có làm cái event này nè, tặng 7 con Quan Long và 7 con Quan Bo, đúng rồi. Thì đã có rất là nhiều bạn kêu mình like dùm. Rồi nói chung là tùm lum hết. Thì mình nói chơi cái đó là nó không có đẹp chút nào hết đó. Nếu như mà các bạn thực sự các bạn muốn thì các bạn hãy tag vô. Mình nói cái event của Linh Adam nè, thì admin đã nói rõ ràng là sao, cái event dành cho những bạn nghèo khó đúng không, nhưng mà tại sao các bạn tuy đã có đủ hết rồi mà các bạn vẫn phải xin, các bạn có thiếu thốn đúng không? Ở đây ý mình nói là nếu như các bạn đã có đủ rồi thì các bạn đừng có nên xin thêm hay lấy thêm, bởi vì cái này là event dành cho các bạn nghèo muốn chơi Rubik mà không có tiền nè. Đó, mình phải nhân cái cơ hội này, mình phải kiếm những bạn nào có hoàn cảnh khó khăn mình like dùm. Cái đó mới là hành động đẹp. Chứ nếu như mà các bạn chơi xong các bạn tag cả đống đứa vô. Thực ra tới cái event nào mà như vậy nè là mình đều bị xin like hết. Cứ một ngày cái chục cái, hai ba chục cái vô. Quỳnh ơi anh like dùm em cái này nha. Rồi cái mà nó đưa cái link dài á, mình không có thích điều đó chút nào hết. Bây giờ nếu như muốn á thì nếu như muốn nha thì inbox anh vô xong rồi tag anh thì có gì anh sẽ like dùm, chứ đưa cái link kiểu đó anh không có biết đâu nha. Đó, cái này nói cho mấy bạn muốn xin, nhưng mà thực ra các bạn đừng có nên xin kiểu đó, bởi vì như mình đã nói hồi nãy á thì xin kiểu đó nó giống như là chúng ta gian lận vậy đó. Tại sao? Tại vì khi mà cái bài của các bạn có chất lượng thì người ta sẽ like cho bạn, bởi vì cái bài bạn nó tốt, nó có chất lượng ngon thì người ta sẽ tự biết đến người ta like. Hoặc là các bạn nổi tiếng quá, ví dụ như anh Đạt nè thì ảnh quá là nổi tiếng cho nên vô thì người ta đều like, bởi vì người ta các bạn ấy biết rằng anh Đạt là cái giải thưởng như này là Gans 356 Master, đúng rồi. Thì các bạn biết rằng anh Đạt là ảnh là một collector và tất nhiên là ảnh sẽ không chơi biến thể, ảnh sẽ không chơi speed rồi, cho nên có thì một là ảnh làm event ảnh cho tiếp, hai là ảnh sẽ bán để ảnh lấy tiền ảnh mua biến thể chẳng hạn. Đó. Nếu như mình á, mình mà có được giải thì mình cũng sẽ bán kiếm biến thể hay gì chơi thôi. Tại Gans mình có 2 con rồi, mua làm gì. Với lại mình đã nói
cái main kill chính của mình là vua sao thì mình sẽ không đổi nữa. Ít nhất là cho đến năm sau mình sẽ đổi. Bởi vì nó ngon rồi, mình cũng không cần lên GTS làm gì. Rồi bây giờ mình sẽ chốt ha. Thì mình mong là các bạn đừng có nên xin like. Nếu như mà các bạn muốn cái bài mình nó nhanh lên top á, thì các bạn chỉ cần chụp lại, các bạn giới thiệu cho các bạn của mình á, thì nó là mày thấy bài mày thấy hay thì mày like giùm tao hay là cái gì đó, chứ đừng có tag cả đống đứa vô. Nhiều khi nó không muốn nhưng mà các bạn vẫn vẫn tag vô thì nó rất là ức chế. Chúng mình nhiều khi có vài cái event á, tuy mình không có muốn tham gia mà nó tag, mà nói chung là loãng cái noti của mình luôn, thông báo á. Nhưng mà muốn đọc tin tức gì cũng thấy toàn tác 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 mệt luôn. Rồi vậy ha, Thân và Thông. Quên, thực ra mình nói thêm là còn một số thành phần là hackline nữa. Cái thành phần đó là giống như là làm bài kiểm nhưng mà dở sách ra để trên bàn chép luôn. Cái đó là không thể chấp nhận rồi. Tại vì cái bạn hackline ấy, mình chỉ cần vô cái mình thấy những người tùm lum là mình biết liền rồi. Cho nên các bạn đừng có hackline nha. Hát like là bị ăn cơm gà. Cơm gà là cái gì? Tự lên Google kiếm nha. Lần này hết thiệt á, đừng có coi nữa.